Dạ, Vườn Mai Chiếc Chè Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay em xin được giới thiệu với chúng ta, đây là cái hoa cúc VIP cả nhà, hay còn gọi là cúc tri kỷ ha. Hoa to rất là đẹp luôn, cái độ phùng nó y như một cái bông hồng cả nhà nhìn xem. Và cái màu vàng của nó là vàng tươi, vàng rực rỡ rất là đẹp luôn cả nhà. Trời ơi coi nè, y như là một cái bông hồng luôn ha, rất là đẹp luôn nha. Bông mai mà giống như bông hồng mà màu vàng như thế này thì quá là tuyệt vời rồi đúng không cả nhà. Thì cái cánh hoa của nó thì tầm khoảng 30 mấy cánh cả nhà. Trời ơi coi nè, nó độ phùng của nó nè, rất là cao, rất là đẹp luôn ha. Đó, đây chính là giống cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ, tuyệt vời lắm cả nhà, rất là đẹp luôn nha. Em quay sát cho cả nhà mình cùng xem nha. Đó đây ha, thì cúc VIP bên vườn em nhân giống cũng rất là nhiều cả nhà, số lượng cũng rất là nhiều ha. Thì bây giờ em sẽ quay cây giống cho chúng ta cùng xem nha. Đó đây, hàng cúc VIP thì phải nói là nó xanh mơn mởn, đẹp tuyệt vời luôn cả nhà. Đó đây, chiều cao của nó khoảng 30 đến 40 nha. Đó, này về chúng ta cũng có thể lấy bao được liền nha cả nhà. Đây, rễ thì có trái bí nữa nè. Đó, có trái bí ha, có trái bí, có lò xo đủ kiểu luôn ha. Giá thì là 100.000 một cây, 3 cây em bao ship và 10 cây em tặng một nha. Đó, đây chính là cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ nha. Rồi, ngoài cái đó thì bên em sẽ có một cái loại, đó chính là cúc bi. À, đây, cúc bi thì bông cũng rất là đẹp. Đây, em thấy có một cái hoa này cả nhà. Rồi, em sẽ quay cho chúng ta cùng xem luôn nha. Cúc bi là cúc bi bông chùm cả nhà, và đặc biệt nụ của nó rất là ú nần luôn nè, bông chùm 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 không ha. Đó, đây là cúc bi bông chùm nha, rất là đẹp luôn. Chiều cao của nó thì tầm khoảng 30-40 cả nhà, giá là 100.000 một cây nha. Cả nhà nhìn cây bên vườn mai nhà em rất là xanh mơn mởn. Và lưu ý em có một cái chia sẻ với chúng ta là khi nuôi cái loại mai này, cả nhà đừng lạm dụng phân nhiều quá, mà nên xịt những cái loại mà đâm chồi đẻ nhánh và những cái loại phân kích rễ, phân vi lượng hữu cơ thôi cả nhà, thì cây tự động nó sẽ phát triển nha. Cũng có nhiều người hỏi em vì sao mà cây nuôi như vậy chắc dùng phân nhiều lắm. Dạ không có nha, phân nhiều thì cây nó sẽ bị sụp rễ nha cả nhà. Đó đây, đây là cúc bi nha, giá là 100.000 một cây nha, 3 cây em bao ship, 10 cây em tặng một. Cả nhà nhìn cái vườn mai của em nè, xanh mơn mởn, rất là đẹp, rất là tuyệt vời, trên 40 loại giống luôn ha. Ai thích loại nào thì cứ alo bên vườn mai nhà em nha. Bên vườn mai nhà em thì luôn đảm bảo uy tín chất lượng về giống, cả nhà yên tâm, 100% đảm bảo về giống, và luôn đảm bảo khi chúng ta nhận hàng thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha cả nhà. Cho nên cả nhà cứ yên tâm về mặt uy tín chất lượng ha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì xin hãy cho em một like và bấm đăng ký kênh nha. Xin chào cả nhà và xin cảm ơn ạ.